tại bây giờ những người tướng lãnh của Nga, như anh Trọng nói, bây giờ không biết họ ở đâu. Một số còn tồn tại, một số đã bị ông Putin như là trục xuất rồi, thưa quý vị. Và ông Putin là một người nổi tiếng khi xưa, ai mà chống lại ông thì trước sau thì cũng té lầu, trúng độc hoặc là ở tù dài lâu. Nhưng mà tại sao ông Prigozhin này đã có một cái hành động để sang Belarus mà trú ở như vậy? Thì chắc chắn ở đằng sau họ vẫn còn những cái mối liên quan làm việc với nhau, họ vẫn như là chúng tôi vừa nhắc quý vị là các tướng lãnh cao cấp nhất của Nga, họ không xuất hiện trước công chúng sau cái cuộc nổi loạn của nhóm Wagner này. Và ông Prigozhin thì ông tuyên bố ngay, ông tiến quân về gần thủ đô của Moscow và ông ngừng lại để mà sang Belarus. Thì cái ý định của ông không phải để mà lật đổ cái chính quyền của ông Putin, nhưng mà ông muốn lật đổ hai vị tướng lãnh cầm đầu lực lượng quân đội của Nga. Tại vì theo những cái điều bắt buộc của Bộ Quốc phòng Nga thì vào đầu tháng 7 này họ muốn sáp nhập nguyên cái lực lượng Wagner nằm dưới quyền điều khiển. Ông không bao giờ ông chịu nằm dưới quyền điều khiển của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, một người mà ông coi như là kẻ thù, đó là ông Valery Gerasimov. Ông là tướng lãnh hàng đầu của Nga và ông này cũng không xuất hiện trước công chúng hoặc là trên TV của Nga kể từ khi cuộc nổi loạn nó chuyển hướng vào hôm thứ Bảy. Và chỉ huy của Wagner, ông Prigozhin, yêu cầu là phải giao nộp ông Gerasimov, đó là cái giá của ông để mà ngừng lại cho cái cuộc nổi loạn này. Ông Gerasimov cũng không được nhắc đến trong một cái thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng kể từ ngày 9 tháng 6, một thời gian rất là lâu. Ông Gerasimov, 67 tuổi, bá thứ ba của cái võ khí hạt nhân của lực lượng quân đội của Nga. Và cái sự vắng mặt cũng là tướng Sergei Surovikin, được báo chí của Nga đặt cho biệt danh là tướng quân Armageddon, vì các chuyến thật hiếu chiến của ông trong các cuộc xung đột của Nga và Syria. Và ông là người phó chủ huy lực lượng quân đội của Nga ở Ukraine sau khi ông đã bị ông Putin truất phế và đưa ông Gerasimov lên lãnh đạo. Thì cái điều này cũng cho chúng ta thấy rằng ông Surovikin, ông cũng có những cái sự bất mãn ở trong đó. Một cái báo cáo của tờ báo New York Times dựa trên một cuộc họp báo của tình báo Hoa Kỳ cho biết rằng ông Surovikin đã biết trước về cái cuộc nổi dậy của nhóm Wagner và chính quyền của Nga. Vì vậy, hiện nay họ cũng đang điều tra xem liệu ông Surovikin này có liên quan gì đến cái cuộc nổi dậy của ông của cái nhóm Wagner này hay không. Một tờ báo phiên bản tiếng Nga, tờ Times Moscow, thì cũng đưa tin rằng ông Surovikin đã bị bắt và hiện nay đang bị thẩm vấn điều tra xem rằng cái vai trò của ông có liên quan gì trong cái cuộc nổi dậy của nhóm Wagner. Tờ báo Red Bar là một cái đài truyền hình có ảnh hưởng trên cái mạng lưới Telegram, thì do một người cựu nhân viên báo chí quốc phòng của Nga điều hành, thì họ cho biết rằng cái cuộc thanh trừng trong lực lượng quân đội của Nga hiện nay đang được tiến hành. Ông Putin đang cố gắng để mà loại bỏ những người nhân viên quân đội, việc dập tắt cái cuộc binh biến của nhóm Wagner. Giữa lúc có một số báo cáo cho rằng các bộ phận của lực lượng võ trang dường như họ làm rất là ít để mà ngăn chặn các chiến binh Wagner trong cái giai đoạn đầu mà tiến gần đến thủ đô Moscow. Cuộc nổi dậy võ trang của nhóm Wagner đã trở thành cái cớ cho một cuộc thanh trừng lớn trong hàng ngũ lực lượng võ trang của Nga. Nó cũng củng cố và nâng cao vị trí các nhân vật an ninh và quân sự cấp cao khác được coi là trung thành với chính quyền của ông Putin. Và trong cái cuộc nổi loạn này thì những cái nhóm nào, những người nào thì có lợi hoặc là những người nào có hại? Bộ trưởng Quốc phòng của Nga, ông Sergei Shoigu, một người đồng minh kỳ cựu của ông Putin, và ông Gerasimov. Tuy nhiên, người mà ông Prigozhin muốn hạ bệ, đây là hai người mà họ muốn hạ bệ vì bị cáo buộc là có những cái sự lãnh đạo kém cỏi. Và giờ đây, ông Prigozhin có thể thực sự được an toàn hơn để mà làm việc nếu mà hai ông tướng này bị loại bỏ ra cái quyền lực. Và cũng có thể cái cuộc binh biến này sẽ bảo đảm cái nhiệm kỳ tiếp tục của hai ông tướng, ông Shoigu và ông Gerasimov. Mặc dù người dân của Nga họ cũng công nhận là hai ông tướng này không đủ năng lực và bị nhiều người trong lực lượng võ trang của Nga cũng ghét bỏ và chống đối.
ông Viktor Zolotov là người đứng đầu lực lượng vệ binh quốc gia của Nga, người từng là cận vệ thân tín của ông Putin, dường như là một người hưởng lợi khác sau khi mà xuất hiện trước công chúng để nói rằng lực lượng quân đội nhóm của ông sẽ sẵn sàng chịu chết để mà bảo vệ Moscow khỏi cái sự tấn công của nhóm Wagner. Ông Zolotov, ông cũng nhắc về cái khả năng mà cái nhóm của ông sẽ nhận được những cái võ trang hạng nặng, xe tăng, máy bay cho lực lượng của ông sau cái cuộc binh biến của nhóm Wagner nổi dậy. Ông Gerasimov đã gây chú ý bởi cái sự vắng mặt của ông khi ông Putin vào hôm thứ Ba vừa qua đã lên tiếng cảm ơn quân đội của Nga đã ngăn chặn một cuộc nội chiến, không giống như ông Shoigu, người cũng đã xuất hiện nhiều lần trước công chúng kể từ sau cái cuộc binh biến này. Ông Suravikin là phó tướng của ông Gerasimov, được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày thứ Bảy sau khi ông xuất hiện trong một cái video kêu gọi ông Prigozhin, nhóm Wagner phải chấm dứt cái cuộc nổi loạn này. Và ông tướng Suravikin, cái diện mạo của ông tỏ ra rất là mệt mỏi và không rõ rằng ông có bị ép buộc hay là bị tra tấn gì hay không. Và cũng có những cái báo cáo chưa được xác nhận trên các phương tiện truyền thông của Nga và blogger vào thứ Tư vừa qua thì nói rằng ông Suravikin hiện nay đang bị giam giữ tại một cái khu vực có tên là Lefortovo của Moscow, rằng ông tướng Suravikin đã không liên lạc được với gia đình kể từ ngày thứ Bảy vừa qua, và kể cả những người vệ binh thân tín của ông Suravikin cũng giữ kín tiếng, không tuyên bố bất cứ một cái điều gì. Ông Prigozhin của Wagner, người đã điều hành nhiều tháng và lên tiếng phỉ báng ông tướng Shoigu và Gerasimov vì cáo buộc họ quá kém cỏi trong cái cuộc mà tấn công xâm lăng vào lãnh thổ của Ukraine, và đã thường xuyên ca ngợi ông tướng Suravikin, người được nhiều người kính trọng trong quân đội của Nga vì kinh nghiệm của ông ở chiến trường Chechnya và Syria. Ông Suravikin, người đã có thời gian làm tổng chỉ huy cuộc chiến bên Ukraine trước khi ông tướng Gerasimov được bổ nhiệm lên nắm quyền. Và ông Suravikin này được những nhà phân tích quân sự bên phương Tây và các bộ phận quân đội bên Ukraine coi như là một người lãnh đạo rất là hiệu quả. Ông đã được các người phóng viên chiến trường của Nga nhắc đến như là một người bộ trưởng quốc phòng tiềm năng trong tương lai của quân đội Nga, thưa quý vị. Thì mình cái chết ở cái đó, đó. Cái chết bị đó là ông này này, cái ông Suravikin đó, ông giống như là ông một cách suggest cho người Nga khác biết là cái cuộc này này, cái cuộc nổi loạn tôi biết trước. Biết trước tức là cùng phe rồi, đối Putin, biết trước là phải báo ông liền, mật báo hay gì đó. Nhưng rõ ràng ông này không mật báo, và ông ta đã từng bị giáng chức, có nghĩa là có cái đụng chạm rồi. Mình phải nhìn thấy cái đó. Mới đầu ông là tổng chỉ huy cái mặt trận Ukraine, vì ông là một người hung thần mà. Đã nói là bên Syria này kia, bên mấy cái những trận chiến trước đây, ông ta ở Sudan này kia, ông ta dữ dội lắm, ông ta rất là tàn ác. Cho nên Putin lại định đem này về để chấn giữ, vì suốt thời gian dài mà vẫn chưa chiếm được cái bên Ukraine, quý vị nhớ không? Có những thời kỳ mà Putin giống như điên lên, bởi không biết làm gì, không làm gì để cuộc chiến cứ cù cưa hoài cho đến giờ này luôn, quý vị thấy không? Thì bây giờ, cái điều đầu tiên Ukraine sẽ mừng là vì bây giờ nếu trận này thì đương nhiên bên Nga thì chúng ta biết rồi, không có lực lượng nào chuyển chiến bằng cái nhóm Wagner, là vì bây giờ những cái tân binh việc người ta nói đa số mới mà cái số khá đó đã về tin tổ hết rồi, tôi ý ông đồng nó chết hết đó. Cái đợt trước chết cả 100.000 cái biết không, là những tay đó thực sự là có kỹ năng chiến đấu đó, tác chiến đó. Còn nó bảo là cái đợt sau này, khoảng nửa năm sau này toàn mấy tay mới tuyển không à. Chưa có đủ thời gian, chưa đủ năng lực. Cho nên cái đám Wagner nó càng khinh thường, và nó mới chê là mấy ông tướng ăn hại đó, là cái ông Shoigu và ông Yashimo. Trong khi đó, cái ông này lại không để ý nữa. Prigozhin lại cứ ca tụng, cứ cất nhắc. Nghĩa là một cách gợi ý đó là nếu được thì nên đưa cái ông Suravikin trở lại cái chức tổng đó, tổng nghĩa là tham mưu trưởng đó. Cho nên từ đó là Putin nhìn ra chúng mày bắt tay rồi. Putin làm sao thoát được, ông cười cười với chứ ông làm sao thoát được cặp mắt cứu vỏ gã gắt, phải tính toán chứ. Dù đúng hai người này vừa là bạn, vì chính Putin đã cất nhắc cho cái ông Prigozhin trở thành về sau này cũng là một người rất là giàu, nhờ những cái nhà thầu mà nãy Vĩnh Lộc nói nó đúng, tức là ông thực thầu thực phẩm trong quân đội, nhờ cái đó ông mới làm giàu rất nhanh. Ông này phải công nhận cũng có cái thông minh, ngoài cái chuyện chiến đấu thì không cần biết, mà rõ ràng người ta cũng có cái đầu óc về làm ăn. Người ta sau khi đã tù cả chục năm, người ta biết gầy dựng nên cái ngành lương thực và trở thành một chef nổi tiếng. Đến nỗi mà Putin nhiều lần hãnh diện nói là đây là my chef, tức là người đầu bếp của tôi, tức là chứng tỏ ông này phải nấu ăn rất ngon, rất nổi tiếng. Cho nên ông ta cũng có cái tài, nhưng phải không, chỉ có cái trong cái chuyện này thì có những cái có thể sơ suất ông ta không để ý, vì trước đó ông ta cứ suggest nhiều lần là ca ngợi cái ông tướng Suravikin này, này và muốn phục hồi cái chức cho ông ta, vì ông này đã từng bị giáng chức.
Thì như vậy là Putin có thể nhìn ra rồi, chúng mày có cái clue với nhau, tại sao mày cứ ca tụng thằng này hoài, mà thằng này là bị Putin không tin rồi, bởi về đánh một thời gian cũng không thắng, mặc dù đem tất cả những cái tàn bạo nhất của chiến trường Syria về, nhưng mà mình thấy rõ ràng cũng khựng lại, và cho nên Putin cũng thất vọng cho nên mới đưa cái ông Gerasimov lên. Thì nó có những cái đụng chạm bên trong đó, nhưng chỉ có thế này, bây giờ cuộc thanh trừng có thể còn đang ngấm ngầm, Putin chưa có làm lộ liễu, chúng tôi mới nói với cái tay Prigozhin đó, nhưng mà Putin sẽ không quên cái điều đó đâu, bởi vì họ bạn thân đúng mấy chục năm, nhưng lúc cần đã phản là đối bên này, chúng ta nhớ là họ sẽ giải quyết, bởi vì lúc đầu chúng ta nhớ ngay cái cuộc phản loạn bắt đầu là Putin đã lên tiếng, nói là những kẻ phản loạn, ý nói ông Prigozhin nhưng mà tế nhị thôi, không có nhắc tên ra thôi. Còn bây giờ lộ liễu quá thì mới nói, còn lúc đầu nhớ ông chỉ nói là cái thành phần phản động phản loạn đó sẽ bị trừng phạt. Đó là cái lời kết án chung của ông Putin, chúng ta nhớ lúc đầu cái nổ ra cái cuộc phản loạn đó. Thì ông ta, tôi nghĩ là bây giờ ông ta không quên đâu. Bây giờ đồng ý, hai người làm việc với nhau rất lâu, nghĩa là vừa là bạn, vừa là đồng chí, vừa là thuộc cấp. Nhưng bây giờ đã lộ ra là tay này dám chống đối. Thì ông có nói đó là những người đâm sau lưng chiến sĩ. Nhưng mà thực ra cứ Prigozhin thì đâm ngay trước mặt chứ cần gì sau lưng, chúng ta nói hoài rồi. Cái này ông Putin lúc ông bực cũng nói ông quên mất, tay này lúc cần nó đâm ngay trước mặt, không cần phải thì sao gì cả, bởi vì cái đoàn quân của ta nói là những đoàn quân nghĩa là đâm thuê chém mướn. Chúng ta nhớ cái Wagner là những thành phần dữ dội, không à, tội phạm, những thằng đã từng giết người, những thằng đang chờ để thi hành án tử hình á, được cho ra một cái ân sủng là đi đánh nhau, và nếu mày sống sót thì mày được trở về đời sống bình thường. Đó là cái tuyển, cái cơ bản của cái nhóm này, nó tuyển vào trên những tay này tương đối nó lì lợm lắm. Đó là lý do nó làm được một số việc. Thì quả nhiên đúng là cái Bakhmut, mà không có Wagner thì còn đánh tới đánh lui, quý vị biết rồi. Thì nó đánh là hai bên đều tổn thất nhưng mà không đi tới đâu, nhích qua nhích lại. Thì cái này nó làm được việc, nhưng bù lại nó có thể là một cái người gây oán thù, gây tăng tóc. Vì thế trước cái vụ phản loạn này mình cũng thấy nó ra rồi, và có lẽ lúc đó Putin cũng đang muốn định tống đi rồi, nhưng giữa lúc đó lại xảy ra cái phản loạn, tức là càng thêm cái tội để mà trừng trị đó. Theo chúng tôi nhìn vấn đề như vậy, thưa quý vị, Có lẽ rằng là quân đội của Nga trong suốt thời gian qua họ chỉ là một cái lực lượng mà chuyên về chính trị hơn là một cái lực lượng để mà đi đánh nhau. Và vì vậy bây giờ vì cái cuộc nổi loạn này và vì cái cuộc chiến tranh với Ukraine thì chứng tỏ rằng là những người lãnh đạo chỉ huy của Nga, những ông tướng của Nga không có đủ tài năng, và có thể đây là một trong những cái chiến lược của ông Putin nhằm để mà thanh trừng, soạn lọc lại những người nào mà trung thành với cái chế độ của ông Putin.